Chiều ngày 9 tháng 11, ca sĩ Mỹ Tâm đã xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay của học trò cưng Đức Phúc, quán quân của cuộc thi giọng hát Việt năm 2015, ra mắt MV Chỉ Một Câu, sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng. Trong trang phục có phần đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, Mỹ Tâm được khen ngợi ngày càng thời trang và sành điệu hơn. Mỹ Tâm cũng chia sẻ ngày 9 tháng 11 hôm nay cũng đánh dấu kỷ niệm một năm live show Hot Beat đầy thành công của cô vào năm ngoái. Cô ơi, chị ơi. Ở đâu nãy giờ cô không thấy? Không nhầm cô. Ở đây, nó xinh tí chưa? Thương quá. Chị ơi. Đó là cái lý do chính để mà Mỹ Tâm và Đức Phúc gặp gỡ các chị và các bạn trong buổi hôm nay. Và cái lý do nữa đó là sau 2 tháng thì Đức Phúc chính thức ra MV đầu tay của mình. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà mình có thể chia sẻ cái điều đó một chút. Một tràng vỗ tay thật lớn Tâm xin được gửi đến Dương Lập lời cảm ơn chân thành cho chính tất cả các anh chị và các bạn đã dành thời gian và sự ủng hộ cho Mỹ Tâm không ạ? Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian. Rồi bây giờ không ngồi xuống được không? Được, dạ được. Thì các bạn phải xí, chứ các bạn ở dưới không thấy. Không, đây là lần đầu tiên em được làm sản phẩm âm nhạc ạ. Và đây là sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời của em. Và em sản phẩm này em được kết hợp với anh Phạm Toàn Thắng và anh đạo diễn Nguyễn Trung ạ. Và được sự giúp đỡ rất là nhiều của công ty của Mỹ Tâm là Mỹ Tâm Entertainment. Và em cảm thấy rất là háo hức và vui khi để đón chờ cái sản phẩm đầu tiên của mình. Và em xin cảm ơn các anh chị nhà báo, cảm ơn công ty của Mỹ Tâm và cảm ơn các anh chị trong công ty và cảm ơn tất cả các anh chị có mặt trong buổi họp báo của em ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả khi đã cảm ơn quý vị khán giả, các anh chị nhà báo đã ủng hộ em trong suốt cuộc thi.